chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. XT10 độ đỉnh nhất lọt hàng của Baker Quảng Ninh. Và chiếc XT10 độ kiện này đã có một màn lột xác ấn tượng của Baker Quảng Ninh khi được trang bị vài món đồ chơi cực kỳ chất và phá cách, cùng với đó là ghi đông trần. XT10 độ đỉnh nhất của Baker Quảng Ninh là dòng xe được độ nhiều nhất trong nhiều năm tới đây, bốc chén hầm hố cùng với phân khúc 1/10cc rất mạnh mẽ, đã lại ấn tượng rất sâu sắc cho cộng đồng chơi xe trong ngoài nước. Theo phong cách mỗi người mà nhiều bản độ độc lạ dần dần được ra đời, và chiếc XT10 độ kiện này cũng tương tự như vậy. Nhìn tổng thể chúng ta thấy được chiếc xe cực kỳ ngầu hầm hố với sự phá cách, cùng với đó là ghi ông trần. Tiếp theo đó là phần mặt nạ cũng như phần đuôi được độ lại cực kỳ ngầu. Chèn áo được chén tam đấu, chén hai màu trắng đỏ để nó bật. Sẽ được trang bị rất nhiều món đồ chơi kiển như ghi đông CNC, gù bảo vệ tay lái CNC, tay thắng tay sebo v.v. Cánh trái nhẹ nhàng hơn với vài món đồ chơi sắc vàng như hóp lóc CNC, số gãy CNC, chấm đổ CNC v.v. Phục colin bình dầu rời cho được nhúng êm ái hơn. Ốp gấp giả phân lớn trở nên hầm hố hơn. Bờ mông tao đùng được khoe trần vẹn với lớp BCD Block Sheet 1/10, xịt 70, 17. Xe còn được trang bị ống xả Anandovic hàng hiệu cho âm thanh tê tái đều có lực. XT10 độ đầy nó bật với lá cờ Anh có bị cờ bạc liều. Là dòng Yamaha XT10 độ dưới đây đã có màn lột xác ấn tượng với bộ cánh khá nổi bật với lá cờ của nước Anh kết hợp với vài món đồ chơi kiển cực chất. Là dòng xe con tay sản xuất của Yamaha, kể từ khi ra mắt đến nay, dòng xe này để lại ấn tượng rất sâu sắc cho cộng đồng chơi xe trong ngoài nước khi sở hữu trên mình bốc chén hầm hổ đậm chất thau cùng với phân khúc 1/10cc mạnh mẽ. Chưa dừng lại với đẹp nguyên thủy, theo thời gian cái mà độ dần dần được ra đời từ nhẹ nhàng đến hố theo mọi cách mọi người, và chiếc xe dưới đây cũng tương tự như vậy, khoác cho mình bộ cánh đậm chất thể thao nổi bật với rất nhiều màu sắc hài hòa kết hợp với cái điểm nhấn chính đến từ lá cờ ở vùng quốc Anh. Dàn chân nguyên thủy trở nên vững chắc hơn với hệ thống ốp sau đầu. Phần đầu nhẹ nhàng với kính của Rizoma, không quá cầu kỳ, cánh trái nhẹ nhàng hơn với đĩa tải CNC kết hợp với vỏ sên vàng Osaki. Phát tăng sên CNC ánh vàng cực đẹp. Phần đuôi trở nên thon gọn hơn với dàn FZ 1/10 cùng với xi nhan multi. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.